Chị ơi không lấy nha mọi người. Chị chắc cho ít quá. Tôi cho tiền thì không lấy. Đó, xong có mấy người vô comment là bỏ 50 triệu ra, bỏ 100 triệu ra đi du lịch hay là làm cái này làm cái kia cho gái. Không biết đã cho được mẹ đồng nào chưa? Không biết đã cho cái gì được chưa? Gì đi Hà Nội hết 100 triệu mà mua quà cho mẹ hết có 5 triệu. Bây giờ tôi nói thật với mọi người, tôi mà không mua quà cho mẹ là mẹ không lấy một cái gì luôn ấy. Tôi phải mua trái cây, phải mua này kia cho mẹ, làm quà cho mẹ, làm quà cho mọi người hết 5 triệu thì mẹ mới nhận đấy. Chứ tôi nói thật với mọi người, bây giờ mà tôi mua một cái túi sách cho mẹ, tôi mua một cái gì đấy mắc đắt đỏ cho mẹ, mẹ tôi chửi tôi như con chó luôn, tôi thề. Mẹ tôi chửi tôi như con chó luôn. Giờ tôi mua một cái túi sách mười mấy triệu cho mẹ tôi là mẹ tôi chửi tôi ấy. Nhưng mà chuyển mười mấy triệu thì ok. Chuyển mười mấy triệu ok, mẹ giữ, mẹ nhét sổ tiết kiệm. Đó, mẹ tôi là kiểu như vậy. Hiểu không? Nhưng mẹ tôi không thích quà, mẹ tôi rất ghét quà. Rất ghét quà cáp mắc tiền. Tại mẹ tôi là kiểu tính người Bắc á, không có thích quà cáp mắc tiền nó phí. Mẹ tôi rất là giản dị đó, chỉ thích tiền mặt thôi. Hiểu không? Mấy người hay nói gì cái kiểu không biết cho được mẹ 5 triệu chưa. Tôi không biết là mọi người đã cho được, tôi không biết là mọi người đã cho được mẹ mọi người 5 triệu chưa. Nhưng mà tôi là cho được rồi và hơn nhiều. Nhưng mà tôi không có show ra, hiểu không? Tôi, tại tôi không thích. Ông hiền vãi. Ừ thì ừ, hay nói chung là ý là thị phi, mà thị phi thì ở đâu cũng có thôi. Mình không thể nào mà mình bắt buộc mọi người nghĩ tốt về mình và bắt buộc mọi người tìm hiểu về mình được, đúng không? Đấy, phụ huynh thì cứ tiền mặt là chi lý con ạ. Con không cần mua quà gì, con thích thì con có thể chuyển khoản cho mẹ. Đấy, còn mẹ còn mua cái này quà cáp cho mẹ thì cứ mua cho mẹ một cái bộ quần áo bình thường là được. Đấy, không cần mắc tiền quá, 2-3 triệu là ok rồi. Hoặc là một cái giỏ hoa quả thật là xịn, thật là ngon là được rồi. Đấy, kiểu đấy đấy. Mẹ tôi không thích đấy đâu. Không thích túi tắm gì mua quá mắc tiền hay là một cái gì đấy. Giờ mua đồ hiệu về nhà mẹ tôi chửi đấy. Thề luôn đi. Mà hay comment gì? Mấy cái người tiêu cực hay comment tôi là thằng ấy làm gì có tiền, thằng ấy nó có làm gì đâu mà nó có tiền. Trời ơi, chắc hai cái brand của tôi vứt đi, chắc cái job quảng cáo của tôi vứt đi. 4 năm tôi vào Sài Gòn là vứt đi. Một cái nick Instagram 200.000 follow vứt đi. Một cái kênh TikTok 600.000 bần 700.000 người follow vứt đi. Cười lắm. Mình đọc vô mình chỉ thấy mắc cười. Tại vì người ta sân si với mình, mà trong khi đấy không biết là người ta đã bằng một phần của mình chưa mà người ta sân si với mình. Mình đọc thì mình chỉ thấy mắc cười thôi, chứ mình không có tức đâu. Nhưng mà bà Lucy thì bà ấy tức. Chắc chắn là mình không có bằng Lucy. Mình thì cái tính mình là không thích khoe khoang đâu, thật sự. Nhưng mà chắc chắn là mình không có bằng Lucy rồi. Chắc chắn cái thu nhập của mình chỉ bằng 1/3 hoặc là 1/4 Lucy thôi. Nhưng mà không có nghĩa là mình không làm gì và mình không có tiền để lo cho người yêu mình, lo cho bạn bè, người thân của mình, hiểu không? Không cho được tiền mẹ, không mua quà được cho mẹ, hay là không có đưa người yêu được đi du lịch này kia. Không có thu nhập nhiều bằng, nhưng mà có thể làm những cái điều như vậy. Chỉ là không thích show ra thôi. Tại vì những cái đó nó rất là nhạy cảm. Khi mà show ra thì mọi người sẽ nói này nói kia đấy. Thí dụ như là một cái clip đó đó. Đó, chỉ muốn làm kiểu just for fun. Nhưng mà khi mà show những cái giá tiền ra như vậy thì sẽ có rất là nhiều người, có những rất là nhiều ý kiến trái chiều vô comment như vậy. Hiểu không? Đây là thật sự là không thích show. Bữa làm cái kia 50 củ đã nhạy cảm lắm rồi đi. Nhạy cảm lắm lắm luôn đi.
Ừ, âm thầm đâu ai biết. Thôi không sao mọi người ạ. À, đừng có áp lực qua mấy việc đó ơi, mình sống cho mình. Thì follow, cảm ơn em nha, follow ông này từ hồi còn làm ở bên Uncover, ông này giỏi và lờ vẫn ở đây ủng hộ, cảm ơn em nhiều. Rất là cảm ơn em. Bố mẹ anh cao bao nhiêu? Sẽ bố mẹ anh cao bao nhiêu? Bố mẹ anh bao nhiêu tuổi chứ hả ta? Bố anh thì là cao khoảng tầm 1m7 mấy, mẹ anh thì cao 1m5 mấy. Dương giờ quá giỏi còn ngày càng đẹp trai, em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Ở đây chỉ có tình yêu dành cho anh chị thôi. Cảm ơn em. Trời ơi, kể chuyện drama lên cả mấy mắt xem. Nghe xong drama out. Thêm áo đi anh hết áo rồi. Anh hết áo rồi, anh còn này anh cũng bán. Đấy, bán hết áo. Đâu làm gì đâu, ngồi chơi tự nhiên bán hết áo đó. Ngồi chơi bán hết áo, không có làm gì hết. Mệt lắm. Dương sinh năm 99 à? Dương sinh năm 98. Chào bạn, bạn đầy tóc này đẹp dài đó. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nhiều. Em có tấm hình chụp chung với anh 2 năm trước à? Trời ơi, rất là kỷ niệm luôn. Anh Dương sinh năm 99, anh sinh năm 98 nha em nhé. Anh chị cố gắng cho các brand của mình để chúng em có sản phẩm. Ok, cảm ơn em nhiều. Người ta còn trẻ măng mà, trời ơi, mấy bà cứ vào soi khổ lắm, tiếp tục phát triển. Ừ, đúng rồi. Tôi thắc mắc một cái là không biết mọi người có để ý đến cái số tuổi của tôi và cái số tuổi của Lucy hay không. Bà ấy đi làm cách đây 10 năm trước. Tôi thì mới đi làm có 4 năm. Tức là tôi kém bà ấy tận 6 năm lận. Đúng không? Ừ. Mọi người đang kêu là Lucy lớn tuổi hơn Dương, và Lucy đã đi làm lập nghiệp từ rất là lâu rồi. Thì cái việc chênh lệch nó là bình thường. Đó, thì Dương nói là Lucy đi làm, Lucy lập nghiệp bắt đầu được 10 năm rồi. Dương mới chỉ được 3 đến 4 năm thôi. Thì cái việc là cái nó là rõ ràng. Đúng. Anh có thể chia sẻ chi phí anh chịu hay hai anh chị chia sẻ cho nhau ạ? À, ok, anh chia sẻ luôn là có những chuyến đi anh chị chia sẻ chi phí 50-50 đó, nhưng mà cũng có chuyến đi thì anh trả hết, hoặc cũng có những chuyến đi chị trả hết, nó tùy theo là đi vào mục đích gì. Mọi người hiểu không? Hả? Ừ. Tù xì đứa nào thua thì đứa trả. Tôi có một cái hũ quằn tù xì. Chị đang đắp mask. Anh Dương với chị Lucy bây giờ ở cùng nhau luôn rồi đúng không? Chắc sắp rồi đó mọi người. Yêu mà chứng minh mít, vậy chắc nghèo luôn hả anh? Ừ. Trời ơi, mình cứ phải đi chứng minh cho người ta chi. Thà mình nghèo luôn đi, đỡ phải chứng minh. Anh Dương làm gì vậy? Anh làm nhiều thứ lắm. Bây giờ hiện tại thì anh đang kinh doanh và anh vẫn đang làm KOL. Anh nhận quảng cáo, anh nhận này kia. Ừ, nhưng mà giờ anh cũng nhận quảng cáo ít rồi. Hầu như là anh chỉ nhận... Không, giờ anh nhận... Hồi xưa là anh nhận quảng cáo nhiều và anh làm mẫu ảnh rất là nhiều 3 năm trước đó. Và gần 1 năm nay là anh chuyển sang kinh doanh, cũng có nhận đi chụp hình chụp ít nhưng mà rất là ít đó. Gần 1 năm nay là anh chuyển sang kinh doanh rồi, xong rồi anh chuyển sang kinh doanh, mà từ lúc anh làm kinh doanh thì anh không có nhận chụp hình cho brand người khác nữa đó, nên là cũng chả anh chả đi chụp hình chụp ảnh gì nữa. Hầu như là anh toàn toàn ở nhà và làm kinh doanh thôi. Đó. Anh ơi, tóc anh đẹp thế. Trời ơi, anh chăm lắm đấy em ơi. Anh làm thì... ok, tôi sẽ chia sẻ giá job của tôi. Tôi sẽ chia sẻ tôi chia sẻ một chút xíu là trước khi dịch đã từng có tháng tôi kiếm được gần 300 triệu
một tháng, gần 300 củ một tháng. Đã từng có tháng tôi kiếm được gần 300 củ một tháng, là tôi nhận job đủ 30 ngày luôn. Đủ 30 ngày mà lúc ấy một job của tôi, một job của tôi, một post trên Instagram của tôi là 4 triệu. Bây giờ thì hơn rồi, nhưng mà một post ở trên Instagram của tôi lúc đó là nhận 4 triệu. Một tháng tôi đăng đủ 30 post, 4 x 3 là 10, thì 4 x 30 là 120. Đó, 120 là tiền post. Xinh lắm, trời ơi, riêng lắm. Một ngày, ngày nào cũng đi chụp, ngày nào cũng đi chụp. Còn story, story lúc đấy là, story lúc đấy là 2 triệu rưỡi hay 3 triệu gì đấy một story. Kể về lúc mới bật đèn xanh với Chris, trời ơi, dài lắm. Dài lắm em ạ. Anh chị ơi, anh chị có chia sẻ lần đầu lập nghiệp không? Chia sẻ lần gì? Anh chị có thể chia sẻ lần đầu lập nghiệp không? Trời ơi, cái này thì nó phải là hơi dài, và anh đang chưa chuẩn bị một cái gì trong đầu nên anh đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh chăm sóc tóc như nào á, thì anh có những cái sản phẩm dưỡng ẩm rồi này kia của tóc này khá là nhiều, khá là nhiều luôn ý. Trước bạn đi lính phải không? Không, trước đi lính không, không, không phải đâu. Trước chỉ là đi quân sự ở trường thôi, hồi ở cây Honda hot quá trời. Anh ơi đừng nói chuyện nhiều tiếng anh ạ. Ừ tôi cũng chả nói nữa. Ý là tôi chia sẻ một chút xíu. Thật ra tôi cũng không thích nói mấy cái đó lắm. Thật ra tôi không thích nói mấy cái đó lắm. Ừ kể một xíu thôi. Lần đầu là Dương tự tìm đến các brand à? Ừ lần đầu là tôi nhận free. Đây để tôi kể cho mọi người, khi mà lúc tôi mới vô Sài Gòn á, là tôi không có nhận được những cái giá job nó nhiều như vậy. Tôi không có nhận được những cái giá job nó nhiều đến mức như vậy đâu. Thì dần dần tăng follow, tăng sức ảnh hưởng lên thì tôi mới nhận được những cái giá job nó cao như vậy. Lúc đầu là tôi nhận free, có những brand người ta gửi tôi chụp free. Tôi sẵn sàng tôi chụp free luôn để cho có cái để mà làm, để chứ mình có là ai đâu, mới vô nghề mình có là ai đâu mà đòi tiền người ta hả? Ừ đòi đến rất là cực, đòi đến rất là cực luôn. Mình có là ai đâu mà mình đòi tiền người ta, mình chỉ là một cái thằng trời ơi có vài ngàn follower mà người ta còn chả biết là người ta trả tiền đấy cho mình, mình chụp hình cho người ta, thì cái followers của mình có mua hàng cho người ta hay không, người ta có chuyển đổi được sang cái tiền người ta gỡ lại hay không, đó hiểu không? Nên là tôi chỉ nhận cho free thôi đó, tại vì tôi cũng chả chắc là khi tôi mặc lên thì sẽ có nhiều người mua hàng của họ đó. Tôi chụp free một khoảng thời gian sau tôi mới lấy tiền. Và cái lần đầu tiên tôi lấy tiền là tôi lúc ấy là tôi hơn 10.000 follow, lúc là tôi hơn 10.000 followers là tôi lấy 400.000. Tôi lấy có 400.000 một cái post thôi. Đó, nhưng mà lúc ấy thì cũng chưa được book nhiều. Lấy có 400.000 một tháng kiếm được vài triệu. Đó, tháng kiếm được vài triệu. Xong rồi cứ dần dần mình build hình ảnh của mình lên. Hình ảnh của mình cứ dần dần lên, followers cũng tăng lên. Và người ta cũng tin tưởng mình. Khi mà mình mặc cái gì thì người ta thấy đẹp thì người ta cũng sẽ ủng hộ. Nếu đẹp ở nhà tôi cũng rất là lựa chọn những cái sản phẩm mà quảng cáo, ví dụ như quần áo là phải đẹp, chất đẹp, đồ này kia thì tôi mới nhận. Hoặc là ngay cả bây giờ khi mà không, bây giờ gần như là tôi không PR mỹ phẩm luôn, chứ trước người ta PR mỹ phẩm cũng nhiều, người ta cũng gửi PR mấy mỹ phẩm mà tôi cũng phải coi xem là cái đấy nó là cái gì, nó có ok không thì tôi mới ấy. Thậm chí là có những cái tôi còn xài, có những cái tôi còn xài thử luôn, ngay cả những cái affiliate á, mọi người click vô, mọi người mua hàng là tôi được hoa hồng. Nhưng mà mọi người mua hàng tôi được hoa hồng không có nghĩa là tôi cho những mọi người mua những cái sản phẩm nó vớ vẩn. Đó, đều là xài hết. Tôi là đưa cái mặt tôi ra test hết cho mọi người này.
tôi đưa cái mặt tôi test ra cho mọi người, xong rồi bắt đầu tôi mới dám bán cho mọi người, chứ không bây giờ mọi người bị làm sao chắc mọi người chửi tôi đi đầu xuống đất luôn ấy. Nhưng mà cũng vậy, chắc là da người này học thì da người kia muốn học, nên bán mỹ phẩm nó khó hơn bán quần áo. Đúng rồi, bán mỹ phẩm khó bán quần áo. Bán quần áo thì có thể mọi người mua về, thằng này mặc đẹp, mình mua về mặc chả đẹp lắm nhỉ, thì mọi người có thể là mọi người sẽ không có đè cái đầu ra chửi. Nhưng mà khi mà mọi người mua mỹ phẩm và do tôi giới thiệu mà mọi người không ok, mặt mọi người bị làm sao thì là tôi thôi, tôi chỉ có độn thổ luôn thôi. Mua hàng đi mọi người, giờ là hết bán mỹ phẩm rồi, bán quần áo mọi người mua giùm mọi người, lẹ. Mày vô giọng ai chợ dữ vậy ta, cái gì nó cũng có cái điểm bắt đầu đó. Bấm vào link thì có được tiền không? Nếu không mua, bấm vào link thì không được tiền, nhưng mà bấm vào link mà mua hàng của tôi giới thiệu thì được tiền. Nhưng mà tôi cũng không có giới thiệu nhiều lắm, tôi giới thiệu vài những cái tôi xài tôi thấy ok thì tôi giới thiệu, chứ tôi không giới thiệu những cái tôi chưa xài, phải xài rồi thì tôi mới giới thiệu. Cái tính tôi là như vậy, tại vì giới thiệu mình không biết gì về một cái sản phẩm nào đó, nó có an toàn hay không, nó có hiệu quả hay không, mà mình lại đem giới thiệu cho người ta chỉ vì một cái mức giá nó quá rẻ hay là nó gì đó để người ta dễ mua, mình dễ được hoa hồng. Không có. Cho dù cái sản phẩm ấy mắc hay là rẻ, mắc tiền cũng được, mà tôi thấy hiệu quả, tôi xài thấy hiệu quả, tôi xài thấy tốt, tôi cũng giới thiệu. Rẻ tiền cũng được, tôi xài thấy hiệu quả, thấy tốt, tôi cũng giới thiệu. Tôi chưa xài, tôi thấy rẻ hay tôi thấy mắc, tôi không bao giờ tôi giới thiệu, thề luôn. Này áo thun có 2 mã thôi anh. Ừ em ạ, tại vì hết rồi, mấy kia hết sạch rồi. Cho anh coi áo đen đây. Áo đen đây. Đây là áo hồng. Áo hồng xinh nhờ. Áo đen thì ngầu, áo hồng thì xinh. Đấy, mua 2 cái về thay đổi. Ngày mai mặc style bánh bèo áo hồng, ngày mốt thì mặc ngầu áo đen. Đấy. Ừ, bé con của hai anh chị đâu rồi á? Lucky ơi, Lucky, đây con. Nhà đây ba con. Lucky ơi. Trời ơi, em đang gặm xương rồi, em không ấy rồi. Em không ra rồi. Chụp mẫu free là anh tự tìm đến họ à? Đúng rồi em, chụp mẫu free là mình phải tự tìm đến họ chứ. Chứ họ có biết mình là ai đâu mà họ tìm đến hả em? Có những cái shop này mình nhắn tin luôn nè, có những cái shop anh nói thật với em, có những cái shop lúc anh mới làm anh nhắn tin cho người ta luôn. Nhắn tin người ta luôn. Dạ shop ơi, em có nhận chụp mẫu free cho shop, nếu mà shop cần hình feedback. Nếu mà shop cần hình feedback. 10 tháng 11 ăn lớn không anh ơi? Anh chưa biết nha. Nếu mà shop muốn có hình feedback thì em có nhận chụp và em chụp free nha shop. Em shop có thể gửi tặng em một chiếc áo. Shop có thể gửi tặng em một chiếc áo để em chụp cho shop lấy hình feedback được không? Em cũng thích chiếc áo này. Mà nếu mà shop muốn có hình feedback thì shop có thể gửi cho em. Em sẽ trả một hình feedback nó chất lượng. Kiểu vậy. Kiểu vậy đó. Khởi nghiệp là như vậy đó em ơi. Không có gì dễ dàng hết. Không ai tự nhiên đưa tiền cho em đâu. Cái gì nó cũng phải bắt đầu hết. Cái gì nó cũng phải có cái thời điểm bắt đầu. Không ai người ta chưa biết em like, người ta đưa tiền cho em để em trả lại một cái mà người ta không biết là có xứng đáng hay không, hiểu không? Khi người ta cảm thấy xứng đáng thì người ta mới sẵn sàng người ta chi tiền. Mọi người mua áo thế thôi, khi mọi người cảm thấy mua áo cái áo này với một cái giá tiền như vậy nó xứng đáng, với cái chất vải, với cái form, với cái này kia thì mọi người mới mua, với cái service đó, với cái dịch vụ đó thì mọi người cảm thấy hài lòng thì mọi người mua, mọi người cảm thấy giá trị thì mọi người mua. Không ai tự nhiên bỏ tiền ra cho mình đâu, chỉ có bố mẹ mình là tự bỏ tiền ra cho mình thôi đó, vô điều kiện thôi. Lâu rồi không mua local mà bữa mua vì áo xinh, ai ngờ vải đẹp quá trời, nay hốt thêm nữa. Cảm ơn bạn nha. Động lực nào cho anh vào nghề thế? Động lực nào cho anh vào nghề? Tại vì anh quá là khổ luôn. Thề anh quá là khổ. Không, thật sự là anh cũng không khổ lắm. Nhưng mà anh cảm thấy là anh sống với cuộc sống đấy. Đối với có thể đối với nhiều người thì họ sẽ cảm thấy không khổ lắm. Nhưng mà đối với anh thì anh cảm thấy như vậy thì nó là khá là khổ. Thật ra khi anh ở ngoài Bắc, anh cũng có công việc ổn định, lương anh làm cũng được 7 triệu một tháng, cũng được 6 triệu đến 7 triệu một tháng, cũng đi bán quần áo cho người ta thôi. Đó,
cũng đi bán áo, nhưng mà anh có nhận thêm chụp chẹt này kia nữa. Nhưng mà anh có một cái mộng, anh có một cái mộng là anh nghĩ anh vô Sài Gòn thì anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hiểu không? Mẹ anh có tiền mà, nhưng mà anh không thích, anh thích tiền anh tự kiếm ra, anh tự xài cái tiền đấy của anh, không một ai ngăn cản và không một ai phàn nàn gì về vấn đề hết. Đây em ngửa tay ra em xin tiền của mẹ em, anh ngửa tay ra anh xin tiền của bố mẹ anh. Anh chót xài quá, anh cũng sợ bố mẹ anh buồn, anh cũng sợ bố mẹ anh mắng anh. Mà anh xài ít thì nhiều khi nó lại không đáp ứng được những cái sở thích của anh, em hiểu không? Đó, đây là khi mà anh tự làm ra tiền, anh xài cái gì cũng được, anh chịu trách nhiệm về hành động của anh, xài ít hay xài nhiều thì anh cũng tự chịu trách nhiệm, hiểu không? Nên là anh muốn như vậy. Anh có một cái mộng là anh vô Sài Gòn anh sẽ làm được nhiều tiền, anh bước chân vô Sài Gòn luôn, anh bước thẳng chân vô Sài Gòn luôn. Lúc đấy là anh đi làm ở dưới đó, xong rồi anh tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ, anh tiết lộ luôn là 15 triệu. Dương ngày xưa cũng đi làm nhân viên ở quán ăn nữa nè, chịu khó nhà. Đúng rồi, chị này là ở quê mình ở Hải Dương, chị cũng biết ngày xưa mình còn đi làm phụ bàn người kia nữa đó. Bán gì? Bán giày pha ke. Ồ trời ơi, lô kinh doanh đầu tiên của mình là mình bán giày pha ke. Trời, mắc cười quá. Đúng rồi, nhưng mà mọi người biết là giày pha ke. Ý là hồi lâu lắm rồi, hồi bản thân mình cũng đi giày pha ke mà, hồi bản thân mình cũng đi giày pha ke. Nhưng mà mình lại có một ông anh ở trên Hà Nội, ông lại kiểu như là có một cái nguồn nhập giày pha ke, nhưng mà giày pha ke rất là đẹp, không phải là giày pha ke kiểu dạng như là giày vứt đi đâu, giày xấu đâu. Đấy, lúc đầu tiên mình kinh doanh, lô đầu tiên mình kinh doanh là mình kinh doanh một lô giày pha ke đấy. Cũng có máu kinh doanh từ hồi lớp 10 hay lớp 11 gì đó. Đấy, trời ơi, là kinh doanh giày pha ke cho bạn bè rồi này kia, bạn bè ở lớp rồi kia. Lại lúc ấy ai mà là, trời ơi, cách đây phải 10 năm, làm gì có ai có tiền mà mua đôi giày 4-5 triệu. Mua đôi giày 300-400 nghìn đi học là được rồi. Đấy, thì mình chủ yếu mình bán cho bạn bè trong trường đó, bạn bè trong trường rồi bạn bè trong lớp rồi này kia đấy. Đấy, giày pha ke 300-400 nghìn thôi, nhưng mà giày rất là đẹp, rất là bền đấy. Bán giày để kiếm tiền tiêu vặt, kiếm tiền tiêu vặt, hiểu không? Tại bố mẹ mình thật ra là có tiền, nhưng mà bố mẹ mình không cho mình, tại vì sợ mình đi đánh điện tử, sợ mình đi chơi bời lêu lỏng ngoài kia. Đấy, bố mẹ hay kêu là cho tiền mày để mày đi hút chích xì ke à? Đấy, thì gọi là như thế. Nghe chia sẻ thật quá. Không, đây là mình đang chia, đây là mình đang chia sẻ thật nha, mình đang chia sẻ rất thật luôn ấy. Mình đang chia sẻ rất thật. Nhà anh có điều kiện hay không? Nhà anh thì cũng hơi bấp bênh một tí, lúc có lúc không. Đấy, thì anh cũng anh cũng tự kiếm tiền từ hồi anh còn đang đi học. Đấy, anh bán giày pha ke, mọi người biết đấy, giày pha ke. Tại ngày xưa thì ở nhà anh cũng ở quê mà, cũng chả ai có tiền nhiều để bỏ ra mua một đôi giày xịn kiểu 4-5 triệu đâu. Đấy, bán 300-400 nghìn một đôi lãi tầm 70 nghìn. Đấy, bán một đôi lãi cái xíu xíu, có đôi mà kiểu bạn bè kiểu thân thiết mua ấy, lãi có 30-40 nghìn một đôi giày. Đấy, lãi có 30-40 nghìn một đôi giày thì cái tiền đấy tiết kiệm lại để mình mua quần áo. Mình thì kiểu thị, tại vì mình cũng thích quần áo áo mà, thì cũng mua cái quần cái áo, bán được vài ba đôi giày là đủ tiền mua một cái quần khoảng tầm 200-300 nghìn. Đấy, hoặc là mua được một cái áo mà cũng tự lập từ nhỏ. Đấy, xong rồi bắt đầu mình là mình thích kiếm tiền, mình không thích học, mình là bị cái gì, mình thích kiếm tiền. Xong rồi mình cũng chỉ thi tốt nghiệp thôi, mình có học đại học đâu. Mình nói ba mẹ là con thi tốt nghiệp thôi, con không có thi đại học đâu, con thi tốt nghiệp xong con đi làm. Đấy, thế là anh thi tốt nghiệp xong anh đi làm, anh đi làm ở một số bán quần áo, lương có 2 triệu rồi. Đấy, xong rồi vẫn bán giày. Đấy, vẫn bán giày và vẫn bán quần áo thuê cho người ta. Mua đồ đi mọi người, đừng nghe cái chuyện bây giờ vẫn nghe cái chuyện là phải mua đồ luôn. Chứ mình nghe cái chuyện không đâu có được. Đấy, nói cái là mua liền cả nhà ơi, cả nhà nói cái là mua liền, nói cái là mua, nói cái là mua. Tại vì đây là 100% có tông á cả nhà. Đó. Rất là yêu thương đấy. Nói chung là làm từ xưa tới giờ là làm rất chất lượng mọi người. Ui giật mình.
đang rất mặt nạ đó mọi người, mặt nạ này, này đã lắm đó. Đã lắm đó. Đã lắm đó. Trời bà lưu chi. Cái vấn đề ở đây là không có cổ xúy mọi người phải bỏ đi làm sớm. Nhưng cái là Dương chia sẻ đây Lucy thấy hay là từ nhỏ là đã có cái tính là mình muốn mua món đồ gì đó cho mình thì mình ngoài chuyện xin tiền mà bố mẹ mình có thể tự đi làm được. Và những cái bạn trên thành phố thì sẽ có nhiều công việc hơn với những cái bạn mà ở cái tỉnh xa. Ví dụ như là ở trên thành phố mình có thể là thấy những cái bạn còn đi học là đã phục vụ quán cà phê này, xong rồi bán hàng online này, rất là nhiều việc làm mà bạn đã có cái công việc làm từ nhỏ rồi. Và từ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm mình làm từ nhỏ, sau này mình lớn lên á, mình sẽ rất là nhanh nhạy trong cái cuộc sống của mình đó. Thì Dương là được cái vậy, ý là nói Dương là để Dương chia sẻ vậy chứ không phải tự nhiên nó nói xong mọi người bỏ đi học hết là sao Dương. Nhưng mà tại vì Dương chia sẻ với cuộc đời của Dương thôi mà. Không, ý là cái con đường là Dương chọn chứ Dương không có khẩu xí mọi người chọn theo Dương. Mọi người nghe nhưng mà Dương phải nói thêm cái phần kia để mọi người nghe mọi người hiểu. Và Dương bỏ học là vì sao? Là vì Dương là người có thiên hướng về mỹ thuật. Những cái đứa mà có thiên hướng về mỹ thuật thì nó học hơi dở so với những cái đứa mà học rốt quá. Nên là cảm thấy không muốn đi học nữa. Đúng. Mà muốn làm một cái công việc gì đó mà nó thực tế hơn, nó thiên về nghệ thuật hơn. Giống như bây giờ Dương làm KOL hay là sáng tạo nội dung thì Dương phải cũng có thiên hướng về nghệ thuật. Cái Dương vẽ tay rất là đẹp luôn á. Thề vẽ tay rất là đẹp. Và có cho sắp tới sẽ có một cái sản phẩm mà Dương vẽ tay để làm lên chiếc áo thun của mình luôn. Nên là sẽ học hơi dở nên là Dương quyết định như vậy cũng rất là sáng suốt mọi người. Học hơi dở nhưng mà thích vẽ vời, thích nghệ thuật này kia. Đó kiểu vậy. Đó nói Dương nói thì mọi người đi mua chứ mọi người sẽ không có nhớ hay không, nghe cái chuyện cine đó đúng không cả nhà. Mua áo mua gì vậy? Mua. Chỉ có là lâu lâu mới có cái giá này mọi người, đây là lần restock cuối cùng rồi. Mình rất là thích và quan tâm tới những cái bạn trên TikTok tại vì những bạn đó rất là yêu thương Dương và Lucy nên là luôn luôn có những cái giá mà chỉ có trên TikTok thôi mọi người, không sale lên trên sàn S luôn, chỉ có sale ở trên TikTok shop này của mình thôi, nên là luôn dành tình cảm cực kỳ đặc biệt. Nãy giờ sao Dương kêu mọi người bấm trái tim à, bấm trái tim like đi trên nhà. Anh nghỉ học từ năm mấy không? Anh không có nghỉ học, chỉ là anh không học đại học. Anh quyết định không thi đại học. Anh có tốt nghiệp cấp 3 nha. Anh tốt nghiệp cấp 3, anh rất tốt nghiệp rất là đàng hoàng nhá. Rất là đàng hoàng chứ anh chỉ là chọn con đường anh không học đại học thôi. Anh không hề bỏ học luôn nha. Anh không bỏ học. Hiểu không? Học ngu lắm nhưng không bỏ học. Anh học ngu nhưng mà anh không bỏ học. Chỉ là anh quyết định là anh học ngu này, anh lên đại học chắc anh học cũng ngu. Và tốn tiền của bố mẹ. Tốn tiền thôi anh không học nữa. Không đáng, nên là mình cũng có con đường riêng. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn học đại học thì cũng nên. Chứ còn Dương thì Dương biết những cái gì Dương thích từ nhỏ rồi nên Dương có thể dễ dàng. Ủa? Dương chọn thay áo lẹ gì? Mặc chưa thôi mà. Mặc áo thì thoải mái. Nhưng mà tại tự nhiên thấy cái áo nó hơi chống nên like cực kỳ. Thấy Dương nói chuyện nhiều chuyện quá, phải đi ra đây. Nhiều chuyện, đang hơi nhiều chuyện đấy. Trời đất, cái mát này mắc cười quá mọi người ơi. Thấy tuột like luôn. Mắc đi lên like đi, kéo lên like đi. Trời ơi, kỳ thú quá rồi đó kìa. Mai cho nó đi xe ba đi. Tự nhiên muốn làm người có sức ảnh hưởng cũng không dễ đâu ạ. À. Đúng rồi em ạ. Ừ thì cũng... Nó cũng không có dễ, ý là cũng may mắn lắm ý. Và phải nghe góp ý của mọi người rất là nhiều. Ví dụ những góp ý có tính xây dựng và có sự tiêu cực hoặc là tích cực, mình đều lắng nghe hết. Đó, mọi người phải thả tim liên tục với cái cân. Có năng lượng để mình nói chuyện. Mình đắp hát được tới một tiếng là mình có thể nói chuyện nhau một tiếng đồng hồ. Đó, từ lúc hồi trước á, mọi người có tìm hiểu Dương hồi xưa là biết rồi, Dương cũng hay bị chửi rồi lắm. Tại vì trời, chửi nhiều lắm. Tại mình đâu có biết đâu, giống như bây giờ, giống như Lê Bóng đồ cũng bị chửi. Nhưng mà thật sự là cái sự cố gắng của Lê Bóng là mình có không thể nào mà bạn cải tới. Thì bạn rất là cố gắng trong cuộc sống luôn. Bạn từ A, bạn có thể thành B, C, F, bạn nỗ lực mà được. Nhưng mà đoạn đầu thì ai mà chả mắc sai lầm, mọi người mua đi, mua hàng đi. Mua hàng là không có sai lầm mọi người. Mua hàng bên của Dương với Lucy là không có sai lầm. Chị nào ngồi cạnh anh vậy ạ? À? Em mách chị Lucy. Chị Lucy ở trên đây. Chị Lucy đó. Còn chị là một cái bản sao của Lucy. Chị này là chị đang đi chơi Halloween hơi sớm. Nhà Dương hai em xin đâu hả? Đúng rồi. Mua áo đi đây, mặc cốt bồ đi, mua áo mặc cốt bồ đi cả nhà ơi. Đấy, như là hai MV của Dương nhớ là đi học rất là đàng hoàng và chỉnh chu và lúc nào cũng về cũng đưa số rất là đẹp cho mẹ con. Hai em mình thì được cái này là học giỏi cơ. Chăm học và học giỏi, mình thì học hơi ngu. Đấy, hai em mình bây giờ là cũng đi học đại học rồi kia nè.
học giỏi luôn ý, chứ không phải là học không đâu mọi người. Ừ, mà chú ham học lắm, chú suốt ngày chú xin học thêm cái này cái kia, xin học trong lúc đi làm. Nhớ đi học, nhớ vẫn đi làm chứ không có hoàn toàn là xin tiền 100% của ba mẹ đâu. Nhưng mà nó cũng ok đấy, hai đứa em tụi tụi thấy quá ok, quá yên tâm. Yên tâm chắc không bà, quá yên tâm, giờ này chưa có người yêu nữa yên tâm không? Không kệ, cho nó ế thì càng yên tâm. Ê trời ấy, sau này là tâm lý bất ổn lắm bà. Mua áo đi để em tôi tích tiền lấy vợ. Đúng rồi. Chẳng luôn mọi người ơi. Đấy, đấy. Xin, con Lucky làm gì mà cục lông của nó này con này. Thì rối. Ở nhà không đưa đi xì ba là rối lông thôi. Chán thế chứ nhờ. Thôi ngày mai mẹ sẽ cho con đi xì ba nhá. Anh Dương bán mặt nạ đi anh. Bán mặt nạ. Trời ơi, chị mà tìm được cái nào mà ngon hàng là chị có cái nào tóc shop okay, bán cho mọi người. Bán luôn đi. Trời, chị thấy là cái dưỡng môi của Laneige đó cả nhà rất là ngon, mà đang kêu Dương là xin deal ở bên đó cho mọi người luôn á. Bên Laneige á, với lại gì Declare nữa, Declare nhá, là có những cái tóc shop này kia nhiều lắm. Innisfree cũng vậy nữa, đó là những cái brand mà Lucy thấy xài rất là ổn, kiểu uy tín ấy, rất cực và kỳ có tiếng rồi ấy, mà xài ngon nữa, mặt nạ mình nó xài ngon nha mọi người. Mà chỉ là đợi mọi người bên đó những cái brand lớn với TikTok shop là Lucy với Dương xin deal cho mọi người luôn. Trời ơi, mặt nạ Lucy lên view kìa mọi người. Mặt nạ Lucy lên. Đó, nên cả nhà hiểu không? Có nghĩa là Lucy thấy là Declare nó cũng là ok mọi người. Có vô TikTok shop mà mọi người có thể mua. Còn nếu mọi người không mua thì mọi người đợi Lucy xin deal cho. Tại vì Lucy cũng sử dụng hàng bên đó. Gì, em vừa xem lại tàu tình hoàn mỹ của anh chị, cảm động quá, chúc anh chị thật hạnh phúc nhé, cảm ơn em. Chỉ cách cua mấy chị đi anh á, trời ơi cua mấy chị là cũng là chật vật đấy em ơi. Em đừng có nghĩ là ngon ăn nha. Em tưởng em là gà nhưng có khi em là thóc đó. Đúng rồi. Rồi mua liền, bấm mua liền mọi người, có 230k thôi. 235 hả? 235k là coi như free ship cho mọi người luôn rồi. Mua là quá hồi luôn á. Không có khi nào mà có cái giá hồi chỉ dành cho những cái bạn follower TikTok của Lucy với Dương thôi. Trời ơi, trên sàn F là không thèm xa le luôn rồi, không thèm xa le. Mọi người thả tim đi. Dương tặng áo cho mọi người đi. Tặng áo gì? Tặng áo không đồng đi. Áo không đồng chờ gì đi, tung đi cho vui, cuối tuần còn thôi. Em không thấy link áo trên TikTok để mua. Ơ, nè. Em bấm vô góc bên phải. Size M dài em bao nhiêu xong? Góc này. Xong rồi em bật lên là nó ghi là TikTok shop, là vô đó và mua là nhận ship ngay rất lẹ. Bây giờ TikTok shop người ta tạo cải thiện lắm mà mọi người, người ta còn sàng lọc với những cái shop nào mà bán hàng không uy tín nữa cơ. Và rất là support cho những cái bên nào bán hàng uy tín luôn mọi người. Nên là mà Lucy với Dương có một cái tình cảm rất là đặc biệt với những cái bạn bên TikTok, những cái khác, những cái người follower mình. Tại vì mọi người thương Lucy với Dương giả mang luôn. Mọi người biết á, là cái Yulu House của Lucy á, trời ơi, trên có 4.000 gần 5.000 người gọi là follower ở trên ấy. Nhưng mà mọi người follow TikTok nhiều lắm và mọi người nhìn vô tình cảm Lucy với Dương nhiều lắm, dễ thương cực kỳ luôn, nên luôn luôn là chỉ làm sao để phục vụ mọi người, là có những cái deal rất hời cho mọi người ở trên này thôi. Sàn S rồi còn không xa le nữa là mọi người hiểu chưa? Này là tôi không xa le. Mà xa le trên này là xa le cái giá lần đầu tiên có luôn. Chứ bình thường không có cái giá này đó. Đang mua là về chất lượng, Lucy thấy chưa nhận được những cái comment nào về chất lượng so với giá thành. Có thể có những cái bên nào đó khác, áo nó xịn hơn của mình. Chứ mình đâu thể nào xịn nhất được, giá mình bán thấp mà mọi người. Nhưng mà về chất lượng với cái giá mà Lucy bán cho mọi người là chưa thấy comment gì hết. Rất ít khi thôi. Còn ví dụ như là hình in bị vấn đề này, sai mặt như thế nào Lucy cho đổi trả hết mọi người, trong vòng 5 ngày cho đổi trả hết. Mọi người yên tâm cái chỗ đó, chứ không phải là kiểu bán hàng bán một lần người thôi đâu. Tại vì mình là chính chủ, mình bán mà 10 người đang mua đó, đúng thấy chưa? Để mà Dương nói chuyện không, mọi người không mua tiếc. Tại lâu lâu bả mới lên sale cái shop của bả, chứ mình đâu có tham gia cái shop bả được. Còn Onlyzm thì lâu lâu mình cũng sale ở trên đây, sale cho bên đây cho mọi người, là giá chỉ có trên đây mới có thôi á. Sàn S cũng có luôn, cả nhà yên tâm nhá. Em đam mê cũng giống anh chị, giống anh Dương, nhưng phân vân không biết có nên chọn con đường nghệ thuật không. Chị thấy nhá, khi mà mình phân vân á, là mình không làm được A cũng không làm được B, thì mình làm đại đi em ơi. Làm một cái đi, đừng có phân vân. Phân vân em phải làm một trong hai cái đó. Ừ, còn không á thì mình còn trẻ thì mình cứ thử. Mình thử một hai, mình mất một hai năm, nhưng mà sau đó mình phát hiện mình biết được mình như thế nào. Chứ còn mình phân vân một hai năm coi như mình không có A không có B, mình cứ dây dứt hoài, khó chịu lắm. Ha, đúng không mọi người? Em thích chị Lucy lắm ạ. À. Chị Lucy trên đây đúng không? Chứ không phải chị Lucy đây đúng không mọi người? Áo đẹp mọi người nè. Chúc cái chất bo này, xong cái hình in này. Thấy chưa?
cái form ấy mọi người, đúng là cái form. Ừ, như gì đứng được dương nó không đứng được, mặc quần ngắn quá. Sexy video thôi quần đi. Sexy. Sexy lady. Anh ghim áo hồng đi anh á. Ơ anh ghim rồi mà. Nãy giờ vẫn đang ghim áo hồng đi, cái tình yêu ơi. Áo xanh mà cũng xinh lắm mọi người. Áo xanh mà trời úp hình lên một cái nó hết liền, tại vì chưa úp hình nó đâu luôn á. Tại chưa úp hình, chưa up lên sàn này kia luôn. Ờ, úp lên là hết á, tại vì số lượng cũng ít